Chào các bạn, ngày hôm nay thì gần là Tết rồi. Ai cũng vội vàng và hôm nay thì em có đi theo xe ô tô để giao cho một bác tại Sài Đồng 65A80G. Clip này thì em sẽ quay quá trình bóc hộp, cài đặt, cập nhật cũng như là review qua về cái tính năng của con A80G dòng OLED cao cấp của Sony trong năm 2021. Thì rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe để theo dõi các clip em quay review cũng như giới thiệu các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. À, 65A80G, thời gian bảo hành 3 năm, xuất xứ Malaysia. Một trong những dòng TV OLED có tần số quét tới 120Hz được Sony giới thiệu trong năm 2021. Cái sản phẩm này thì có thiết kế rất là đẹp và sang trọng. A80G, tần số quét 120Hz của 2021 thì nó tích hợp thêm nhiều các công nghệ xịn sò, như có tích hợp cái bộ chip xử lý trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới, chip XR, cho cái độ tương phản, độ mở rộng của hàng triệu sắc màu, cũng như cái tấm lần OLED sở hữu tới 8 triệu điểm ảnh. Đấy thì nó là cái điểm khác biệt. Chất lượng hình ảnh ở trên A80G cho độ sâu của màu đen là tuyệt đối. Ngoài ra thì màu sắc thể hiện cũng như là cái khả năng xử lý các nguồn tín hiệu của con chip XR rất là mạnh mẽ. Nó cho chất lượng hiển thị những cái đoạn video vô cùng chân thực và sắc nét. Con này thì có giá bán tại Ecomart bán là 47 triệu 500, 475 và thời gian bảo hành 35. Bên em thì sẽ lỗi 1-1 trong 30 ngày đầu. Nếu mà gặp lỗi từ phía nhà sản xuất thì bây giờ sẽ tiến hành lắp đặt chân đế để mọi người cùng xem. Phụ kiện đi kèm 65A80G sẽ có remote thông minh. So với cả phiên bản điều khiển thông minh của 2020 thì điều khiển của 2021 được thiết kế gọn, nhẹ và cầm nó có thể thao tác ngón tay di chuyển trên bề mặt rất là dễ dàng. Tích hợp khá là nhiều các phím tắt để những cái chương trình ứng dụng các bác hay dùng như YouTube hoặc Netflix. Đấy, mọi người có thể khởi động rất là nhanh. 65A80G 47 triệu 500 thì có thiết kế nó là cái tấm nguyên khối tràn viền và viền kim loại bò đây, ở xung quanh đây. Những cái đặc điểm nổi bật của cái con A80G này thì đầu tiên là tần số quét cao này. Thứ hai là cái công nghệ Acoustic Multi Audio, tức là âm thanh phát ra từ màn hình. Nó cho cái chất lượng âm thanh thể hiện ở trên con A80G này vô cùng sống động và chân thực. Giá thành thì đang khá là tốt với cái phiên bản A80G tại thời điểm update này, 47 triệu 500. Con này thì có đầy đủ các tính năng, các ứng dụng xem giải trí, có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Bây giờ thì sẽ tiến hành cài đặt để mọi người cùng xem qua về chất lượng hình ảnh trên cái màn của thằng A80G này. Khi mà các bác cài đặt thì đầu tiên các bác phải lưu ý là sẽ lựa chọn ngôn ngữ, chọn quốc gia. Các bác di chuyển xuôi châu Á, chọn Việt Nam. Và để sử dụng được hết các ứng dụng thì bắt buộc phải thiết lập cái Google TV của TV. Khi cài đặt ban đầu thì mọi người có thể cắm mạng dây hoặc bắt wifi. Tốc độ xử lý trên con chip XR này thì khá là mượt, nên là mạng wifi ổn định thôi là các bác đã có thể sử dụng rồi. Thứ hai là cần phải đăng nhập tài khoản Gmail. Với tài khoản Gmail thì để có thể khai thác tối đa các tiện ích trong kho ứng dụng của con TV này. Thiết lập Google TV, sau đó thì các bác tải thêm các ứng dụng. Sau khi các bác đăng nhập tài khoản xong thì các bác có thể lựa chọn các ứng dụng để hiển thị bên ngoài rồi ấn xác nhận. Chất lượng hình ảnh, độ sâu của màu đen, âm thanh sống động trên A80G. Một trong những phiên bản TV 65 inch có thể đáp ứng đủ mọi những cái yêu cầu khắt khe nhất của các bác khó tính. Chạy Android thì các bác có thể tải tới hàng ngàn các ứng dụng khác nhau trong kho ứng dụng của Google. Rồi các bác có thể tải cài được thêm các ứng dụng từ bên ngoài. Nếu mà các bác hiểu về công nghệ, các bác biết về file APK. Rồi chạy Android thì các bác có thể tùy chỉnh phát các ứng dụng, hay là các bác có thể chỉnh chiếu các nội dung từ điện thoại thông minh lên màn hình, vô cùng đơn giản và dễ dàng. Cái hiệu chỉnh Acoustic này nó sẽ giúp các bác điều chỉnh cái TV của các bác. Âm thanh nó sẽ tự động nó cảm nhận, cảm biến cái không gian. Sau đó thì nó sẽ phát ra các cái mức âm thanh to nhỏ khác nhau với các vị trí loa được bố trí ở các góc của màn hình. Đấy, công nghệ âm thanh phát ra từ màn hình Acoustic Surface Audio Plus nhé. Đó là cái công nghệ mới nhất ở trên con A80G này.
Apple AirPlay và HomeKit là cái tính năng để các bác trình chiếu từ điện thoại iPhone, MacBook, những sản phẩm, những thiết bị của Apple lên màn của A80G. Sau khi các bác xong thì sẽ tiến hành cài đặt và mất một lúc để có thể hoàn tất cái quá trình cài đặt này. Sau khi hoàn tất quá trình thì mọi người có thể khám phá cái kho ứng dụng cũng như giao diện mới trên A80G. So với của năm 2021 ấy, 2020 A8H thì A8G của năm 2021 này thì nó sẽ có khá là nhiều những cái khác biệt từ giao diện của màn hình chính. Thứ hai là cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Mọi người có thể là không cần cầm mic, đứng trước TV có thể ra lệnh cho TV được. Mã hàng này thì các bác hoàn toàn có thể là tìm kiếm cũng như tương tác với cả TV qua trợ lý ảo của Google, vô cùng mượt mà và dễ dàng. Đấy, bây giờ em sẽ test thử một đoạn demo để mọi người xem. Demo 4K. Demo Samsung. Gì cơ? Nói vội quá. Demo Soli. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Âm thanh vô cùng sống động, chân thực. Ngoài ra thì độ sâu của con em, độ tương phản trên A80G xuất sắc.